Hello cả nhà, lại là chị Ốc đây. Hôm nay chị tiếp tục chia sẻ các em một cách vẽ tóc anime cực đơn giản và dễ vẽ. Cả nhà cùng theo dõi nhé. Hướng dẫn vẽ các kiểu tóc nữ thời trang sẽ giúp bạn mau chóng hiểu được các nguyên tắc vẽ tóc nhanh và dễ dàng nhất.
việc sắp xếp chia các phần sẽ rất có lợi. Không chỉ giúp bạn nắm vững cách vẽ tốt hơn, mà còn cho phép bạn thay thế các kiểu tóc một cách dễ dàng hơn, bằng cách thay đổi các phần của tóc theo nhiều kiểu khác nhau. Với các kiểu tóc khác, bạn có thể thử nghiệm bằng cách kết hợp các phần tóc phía trước, hai bên và đằng sau trong bài hướng dẫn vẽ các kiểu tóc nữ anime, cho bạn một cái nhìn tổng quát về cách vẽ kiểu tóc gộp hai bên thông dụng, hay tạo ra thêm kiểu tóc mới. Hy vọng các bạn sẽ được nhiều kiểu tóc đẹp sau khi xem video này. Cả nhà nhớ like, share, đăng ký kênh nhé. Bye bye cả nhà.